Chào mừng quý vị đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay lại tiếp tục giới thiệu em về hai cái bộ sản phẩm mới của Tô Tò vừa về cửa hàng nha. Đây là một cái bộ tool set 100 chi tiết nha, 100 chi tiết giá 2.325.000 ngàn. Này chưa có giảm giá nha, này được giảm 10%. Kế tiếp nữa một cái bộ hand tool set 147 chi tiết giá là 4.198 ngàn. Bộ này cũng được giảm 10% nha anh em. Giá này giá chưa giảm nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết từng bộ ha. Đầu tiên cái bộ 147 chi tiết này đựng trong một cái vali là bằng nhôm, cứng gắp cực kỳ luôn. Và nó có bánh xe nha, hai bánh xe nè. Bánh xe này thì nó ngoài cái nhiệm vụ á, là nó đứng như thế này đây. Anh em, và nó có cái tay tay cầm phía sau nó có cái vali nè. Bóp vô nè, kéo lên. Nha, anh em có thể nghiêng. Đây, mình nghiêng cái mà đẩy tới đây luôn nè anh em. Đó. Ok ha, nó sẽ có bánh xe nghiêng đẩy tới lui để chúng ta xách vali đi chúng ta làm việc á, nó cũng ra. Cái này nó giống như là cái vali kéo rồi anh em á, nhưng mà này đựng đồ nghề. Đó. Nhôm cứng cáp cực kỳ luôn ha. Bây giờ mình sẽ khui ra bên trong có gì nha. 147 chi tiết rồi nha anh em. Cái này nó nặng lắm, này mở phải giờ đứng vậy mới mở ra nha. Để đứng lên mở. Ủa đứng không được vậy là nó sẽ phải nằm xuống rồi. Ok nha, nó nằm vậy nè. Đúng rồi, nằm dở lên vậy nó hơi nặng, mình để đứng nó rớt hết mấy cái đồ nè. Không sao, mấy cái đồ này thì ship lại thôi nha, mấy đồ ship lại thôi. Đó. Rất là nhiều đồ ở đây đó. Yeah, để đứng nha, mình xách lên. Ở trên đây có hai cái móc nè anh em, chờ xíu mình ship lại cái nha. Rồi tiếp anh em á, sau khi ship xong rồi nè thì nó nằm như thế này rất là gọn ha. Thì mình sẽ giới thiệu tiếp trong cái bộ này gồm những cái gì nha. Đầu tiên từ bên đây qua anh em thì nó sẽ chạy dài những cái đầu khẩu nha, những cái cầu đầu khẩu 1/2 và 1/4 nằm đây. 1/4 nó gồm là 4, 4 rưỡi, 5, 5 rưỡi, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Còn 1/2 nó chạy dài từ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27. Ủa, 24 nha. Rồi tới 27, không có 25 nha. Nghĩa là 20 nè, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32. Cần siết tự động 1/2. Cần siết tự động 1/4 nha. Cần trượt 1/2. Ở đây anh em, cần trượt 1/4, cần nối dài 1/2, cần nối dài 1/4 và cần nối dài bẻ cong 1/4 nha. Một cái cây nó vừa nói vừa dặn ha, cái kia trong tiêu vít vậy. Này 1/4 nha, đầu 1/4. Những cái đầu này thì anh em xài với những cái hệ này nè, gắn này vô đây nè đó, xài những cái vít nha, đầu vít ở đây nha. Cái này thì nó ứng dụng nhiều cái, là cái này chúng ta sẽ gắn như 1/4 nó xài. Rồi nó sẽ có lắc léo là 1/4 nè nha, lắc léo 1/4, lắc léo 1/2 nằm đây, nối ngắn 1/4 nằm ở đây nha. Rồi có hai cái đầu khẩu dài, một cái 16, một cái 21, tụi này móng buxi. Okay, một con dao đây, một cái hộp lưỡi dao. À, nó dùng gia đình này để đủ độ này, một cái hộp vít nhỏ nhỏ, những cái đầu vít nè. Những cái đầu vít này thì nó sẽ xài chung với cái đầu nối này cũng được. À, hoặc là xài những đầu vít này thì xài chung với nối này nè anh em, những con vít mini ở đây ha, xài gia đình. Rồi cái nắp ở trên nó gồm những cái gì? Đây. Cái nắp này nghiêng gì đi ha. Nắp này thì nó trang bị đây là một cái kìm, một cái mô lớn 6 inch, một cái kìm nhọn nha. Một cái kìm kìm cắt, một kìm răng, một cái kìm tút điện, một kìm móc quạ, một cái kéo đi cắt điện đó. Đây nè, đâu rồi, này thấy không, đây là cái mỏ lết nè, nằm chỗ này, kéo ra này. Mỏ lết ha, mỏ lết này cũng phổ thông thôi nha, này phổ thông thôi chứ không phải là hàng cao cấp. Rồi mà xin nó sẽ có cái túi đựng mỏ lết, nói chung là nó có những cái ô đựng, ô nào ô nấy là nó ra ngay chốc luôn anh em. Rồi kế tiếp đó, cái mỏ lết nằm ở đây. Ở 6 inch ha. Ở bên mỏ lết này 8 inch chứ lộn. Không khui ra biết rồi. 8 inch khả năng mở được ngàm được tới 25 nha.
25. Đó. Đường cái thì nó đựng đâu đó vào đấy. Rồi ở đây là cái kìm. Kìm nhọn. Nha, kìm nhọn. Ok ha. Đó. Rồi. Ở đây là kìm cắt. Nói chung những kìm này là phổ thông chứ phải là công nghiệp nha anh. Đấy, chứ phải là công nghiệp. Thông thường như dòng kìm công nghiệp mà nặng nó công nghiệp ấy, nó có những cái móc phía sau. Rồi kế tiếp nữa, kìm răng đây nha. Ok, và kế tiếp nữa là một cái kìm điện Ali để nhà xài ngon luôn. Nó còn chưa nha, còn ở trong bên trong nữa nha, ở ra ngoài thôi. Kìm cắt và tước dây điện đây, cắt đây nè ha, tước nè, bấm cót nằm đây. Rồi ở đây là mới cái học ngoài thôi. Rồi ở phía dưới nè, một cái kéo cắt điện nè, đây kéo cắt mạch điện nè anh em ha, ngon lành chưa, xíu xíu thôi. Đó. Máy này anh em mua phụ tùng ở ngoài có đầy đủ hết nha, không có sợ thiếu, không sợ thiếu, ở ngoài có đầy đủ hết, ý là mua lẻ đó. Rồi ở đây là cái kìm mỏ quạ. Ok ha, đây kìm mỏ quạ đây, rất là đẹp luôn nha. Đó nha, mỏ quạ. Rồi bây giờ mình vô cái học bên trong nè, cái này nó tới mấy học lần này mới có vòng ngoài thôi. Học bên trong thì mình sẽ xả này ra. Đây nè, nó có nút rồi nè. Nút này, xoay qua nè, gỡ lên. Ok ha, bật xuống. Đó, thêm lớp bên trong nữa ha. Trời, nhiều dữ vậy. Còn lớp trên nữa nè. À, cờ lê nha, cờ lê là 6, 8, 10, 12, 10, 12 nè, 14. 15, 17, 19 và 22. Rồi, những cái tủ vít. Vít dẹp. À, 3 cái 4 cái tủ vít, 4 cái tủ vít dẹp hết nha. 4 cái dẹp hết, 1 2 3, 4 cái dẹp hết, 3 ke là một cái BH, một cây này BH 1 nè, BH 2 nè. BH 2, BH 2 có hai cây nó cây dài. Nha. Rồi. Và một cái cây tủ vít này để gắn những cái đầu nối vào anh em ha. Cái tủ vít này thì nó sẽ làm thiết kế là cái đầu ở trên để sử dụng mấy cái con vít. Mình có thể mình sử dụng những cái đầu vít mình bỏ vô mình xài đây nha. Trong đây nó sẽ có cái 500 nằm ở đây, ở những cái tu vít nè, bỏ cái vít vô chúng ta xài. Ok, rồi kế tiếp nữa, một cuốn thư điện, một cây bút cách điện 1000V BH2, một cái vít dẹp cách điện 1000V nha. Đó là cái hộp ở trên, chưa còn ở đây nữa. Rồi ô này phải nghiêng sao cho anh em thấy, đây mình quay cam cho dễ ha. Cầm lên đây. Đó. Đây là một cái thước thủy 40 cm nha. Rồi một cây dũa dẹp, dũa sắt dẹp, dũa sắt bán nguyệt, một bên dẹp bên cong nè, một cái búa nha, cái búa đầu vuông đầu dẹp, một cái cưa, một cái thước, một bộ lục giác. Rồi ha, rất là nhiều. Ok ha, 147 chi tiết, chắc mình nghĩ nó sẽ nằm ở cái này nữa nên cái hộp nữa nè. Đây, hộp này nè, nó sẽ cho thêm mấy con ốc mang vít nữa nè. Đây hộp này nè. Ha, nó cho thêm mấy ốc mang vít nữa thì nó mới đủ 147 chi tiết được nha. Rồi, ok ha. Ăn tiện chỗ này là cái hộp nhôm. Hộp nhôm đẹp cực kỳ luôn. Cái này nó ráp lên như thế này, mỗi lần mình kéo lên nó nặng ghê luôn á. Khóa lại. À, kéo xuống rồi ráp lại. Rồi bộ này thì được bây giờ giá còn bao nhiêu tiền đây? Trong đây nó sẽ có một cái khóa này nữa đây nha. Ôi trời, rất mạnh quá. Rồi bầm bầm đó. Giá là 4.198.000 anh em ha. 4198 anh em giảm cho 10%. Còn có 3.778.000 nha. 41 nè, 98 nhân cho 10% ha. 3.778.000 nha. Rồi ok ha. Ngon lành. Quá trời đồ luôn. Có 3 triệu. 3 triệu mấy. Giảm tới 410 mấy ngàn anh em ha. 410 mấy ngàn, 420 á. Khá là nhiều luôn á. Rồi đây là một bộ sản phẩm mới nữa ha, một sản phẩm mới của hãng Total, có dòng tool set 100 chi tiết, giá là bao nhiêu đây? 2 triệu
2.325.000 là chưa có giảm, 2.325 trăm, còn là 2.093.000 anh em ạ. 2093 cho cái bộ này nó gồm cái gì đây? Wow. Rất này ra rồi. Cái này là bộ này là ngon luôn á em, đủ đồ luôn nè. Nó có vừa 1/2, 1/4 khóa, rồi tôi dít kìm. Những cái đầu nói nè, những cái đầu này nè. Những cái đầu này cũng hấp dẫn nè. Giá rẻ như ta. 2.093.000 ha. Đang khuyến mãi rất là hấp dẫn cực kỳ luôn. Rồi. Những đầu vít đây nè. Quá trời luôn. Em thấy ha. Một phần tư thì nó sẽ dài từ 4 cho đến 14. Các dòng này anh em á, anh em lưu ý ha, cái dòng vô cái bộ hồi nãy 4 chục mấy đây nè. Bộ vali nè, nó cũng là hàng công nghiệp nha, industrial nha. Đó là hàng công nghiệp thép CRV anh em á. Còn cái bộ này thì nó cũng là hàng công nghiệp thép CRV luôn. Có chữ industrial có luôn ha anh em á. Đó, những cái bộ mà nó ghi chữ industrial đó, dòng công nghiệp và thép CRV ha. Đó. Thì bộ này nó sẽ kéo dài từ 1/4 nè, từ 4 nè cho đến 14 và 1/2 là từ 10 cho đến 32. Rồi nó sẽ có hai cái nối dài, dùng để mở buji 16 và 21. Và một bộ đục giác ngắn, cần siết 1/4, 1/2, cần siết 1/4 sức tự động nha. Cần trượt, một cây này vừa trượt vừa nối dài luôn anh em ha, nó vừa trượt vừa nối dài luôn. Mở buji á, nó tháo ra nè, gắn này vô nhét vô buji trong xe ô tô nó dài lắm. Ta mở được ha. Rồi. Cần này là cần trượt 1/4 nè anh em. Nối ngắn, nó dài 1/4, nó ngắn 1/4, lắc léo 1/4. Đầu nối. Đầu này xài những cái đầu vít này. Rồi cái lắc léo 1/2 nằm ở đây. Nối dài 1/2 nằm ở đây nha. Quá trời đầu luôn. Rồi những hộp vít đây, nguyên giải là 2 4 6 8 10. 20 cái đầu vít nằm ở đây. Đó, những cái đầu vít này nè. Trang bị đầy đủ ha. Đôi khi chúng ta cần lắm á nha anh em ha. Mở những cái có lục giác bông sao nè. BH012 nè. Có 3 luôn, BH3 luôn ha. Khá là nhiều. Ngoài ra trên đây nó sẽ có những cái đầu này. 1/4 nha, có những cái tê nè, T10, 15, 20, 25, 27, 30, 35. Đó là những cái bông nha, bông là giữa tê anh em ha. Rồi cái dẹp nè, 4, 5,5, 6,5. BH là 1 nè, BH2 nè, BZ1, BZ2 nè. Đó, những cái đầu này nó sẽ nói với cần siết này hoặc là nói những cái tay này. Cần siết này xài nè, hoặc cái này xài nha, hoặc là nói với cái này xài, nói với cái này xài với cái hệ này. Đó. Cái tiếp nữa là một dải cờ lê luôn ha, 6 8 10 12 14 15 17 19 nha, có cờ lê. Những cái bộ trước nó lớn nữa mới cờ lê, bộ này có rồi. Hai cái cây kìm, cái kìm cắt, kìm nhỏ ha, một cây tu vít. Tu vít này là nó cho nó ngộ ghê, cái này cho BZ nha anh em. Này BH1. BH sao này làm cái đầu ngộ vậy ta? Này là thép S2 ha, này ghi BH1 nè. Mà cái đầu này nó cái mã hơi là lạ chút xíu nha, BH1. Một cái BH1 và một cái dẹp. Dẹp 5.5 ha. Đó. Hai kìm, kìm nhọn, kìm cắt dòng 6 inch hết. Một bộ như này mà đang giảm còn có 2.093.000 thôi anh em á. Khá là hấp dẫn luôn. Không quên bộ lục giác đó nha, lục giác cái này. Đủ gia đình chúng ta xài luôn ha, sửa chữa anh em thợ xe máy rồi tháo ra nó xài. Chứ chưa khỏi là chuyên nghiệp đòi hỏi những cái dụng cụ chuyên nghiệp đó anh em. Để mà bán được một cái dụng cụ mà xài chuyên nghiệp nó rất là khó nha. Mỗi cái xe nó có những cái tool, anh em hiểu, cái xe nó có những cái tool riêng. Còn những cái phổ thông mình nói cờ lê, mỏ lết, khóa thì những cái đó là phổ thông mình trang bị chung cho các hệ rồi. Nó còn những cái tool ví dụ như mở bánh đà dùng cái gì, rồi mở cái bu ly nó phải cạo gì ha? Nó sẽ có những cái tool đó, có thể là cái tool nó xài cho những cái hãng nó khác nhau, thì cái đó mình xài nhiều mình ra mình đầu tư cái đó thôi, chứ nó không có trang bị đầy đủ hết được nha. Gọi là cái căn bản thôi, những cái này gọi là để căn bản sửa thôi nha, chứ nó không phải là 100% được. Đôi khi chúng ta cần mở cái chén cổ thì chúng ta phải thêm những cái tool khác, mở cái mâm lửa thì cần cái tool khác, nó sẽ không có nằm ở trong cái này. Này chủ yếu là để căn bản thôi nha. Ok. Rồi với giá tiền chỉ còn có 2.093.000 nha.
2.93.000 thôi nè. Máy trình này giảm trong cuối tháng 8 đó nha, qua tháng 9 là hết trình. Rồi ok nha, anh em có nhu cầu mua thì liên hệ số điện thoại bên dưới mua hàng. Giá tại cửa hàng chưa bao gồm phí ship nha. Tại cửa hàng chưa bao gồm phí ship. Cảm ơn anh em nha, xin chào và hẹn gặp lại. Nếu mà gia đình chúng ta mà mua cái này về anh em ngắm nó sướng hơn ha. Thiết kế ngày càng đẹp. Cảm ơn em nha.